800 cho đến 1.000 đồng. Thưa quý vị, 800 cho đến 1.000 đồng. Đây chính là mức giá của mỗi cân dưa hấu tại Quảng Ngãi vào thời điểm này. Mặc dù giá rẻ như vậy, nhưng bà con nông dân tại đây vẫn không thể bán được do thương lái không thu mua. Gần 116 hectare với khoảng là 2.000 tấn dưa hấu tại huyện Bình Sơn đang chín rục ngoài đồng. Nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần do không thể bán được dưa. Trước những khó khăn về tiêu thụ, thậm chí là nhiều hộ dân lâm vào tình cảnh nợ nần, huyện đoàn Bình Sơn đã kêu gọi các tổ chức để hỗ trợ cho bà con. Và tại Hà Nội thì những tấn dưa đầu tiên đã được bán để cùng chung tay hỗ trợ. Thưa quý vị, hơn 20 tấn dưa hấu đầu tiên đã được chuyển về Hà Nội vào tối qua. Và ngay trong sáng nay thì nhóm thanh niên tình nguyện đã tổ chức bán tại ngã tư Kim Mã, Hà Nội. Ghi nhận trong sáng nay, lượng người dân ủng hộ khá lớn với giá bán 7.000 đồng 1 kg. Dưa có vị ngọt thanh với trọng lượng khoảng 7-8 cân một quả. Theo đoàn sinh viên tình nguyện thì giá lấy cho bà con là 4.000 mỗi cân. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong 2 tuần với ước tính tiêu thụ được khoảng 200 tấn dưa hấu. Thế nhưng nếu Xuân Sẻ có thể tiêu thụ được 200 tấn dưa hấu trong đợt này thì đó vẫn chỉ mới là một phần nhỏ trong số 2.000 tấn dưa hấu còn tồn đọng tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Và đây không phải là năm đầu tiên chiến dịch giải cứu dưa hấu diễn ra mà đã là năm thứ tư liên tiếp. Và có lẽ rằng là tỉnh Quảng Ngãi phải tính đến phương án hỗ trợ đầu ra cho người dân hoặc là chuyển đổi cây trồng thì câu chuyện giải cứu này mới không lặp đi lặp lại.